Có lẽ, trong lịch sử văn học, nghệ thuật và phim ảnh, quỷ Satan là một nhân vật phản diện được yêu thích nhất. Theo quan niệm của tôn giáo phương Tây, Satan hay còn được gọi là Lucifer, là một con quỷ hội tụ tất cả những điều xấu xa, độc ác nhất trên thế giới này. Nhưng xung quanh hắn luôn có một sức quyến rũ kỳ lạ, khiến mọi người luôn thích thú, tò mò và tìm hiểu về bất cứ những gì có liên quan đến hắn, mặc dù ai cũng biết những thứ đó chẳng hề tốt lành gì. Quyển kinh của quỷ Satan, Codex Gigas, luôn gây tai ương cho những nơi lưu trữ nó. Những truyền thuyết xung quanh việc bán linh hồn của mình cho quỷ Satan, vân vân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự thật của một bức thư bí ẩn. Một bức thư được viết cách đây hơn 300 năm, mà trong suốt chiều dài lịch sử, nó luôn được mọi người cho rằng được viết bởi kẻ đứng đầu những thiên thần sa ngã, chúa tể của địa ngục, Lucifer. Trong tiếng Do Thái, quỷ Satan có nghĩa gốc là kẻ chống đối. Đây là một nhân vật từ lâu đã xuất hiện trong các cuốn kinh sách của những tôn giáo khởi nguồn từ Abraham. Xuất thân là một vị thần do Chúa Trời sáng tạo, nhưng Lucifer đã không yên phận mà nổi loạn, chống đối nên bị đuổi khỏi thiên đàng. Với sức mạnh của mình cộng thêm tính cách gian xảo và tàn ác, hắn trở thành kẻ thống lĩnh các thiên thần sa ngã với tên gọi Satan. Qua các tài liệu ghi chép, quỷ Satan là kẻ phi giới tính, hắn chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ. Nhưng trong trí tưởng tượng mô phỏng và hình ảnh khắc họa qua các bộ phim điện ảnh, thì quỷ Satan sẽ xuất hiện với hình dáng của một nam nhân với cơ thể cường tráng. Khuôn mặt hắn lúc nào cũng toát lên vẻ độc ác, cùng hai chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu khiến người ta phải khiếp sợ. Ngày nay, còn có hẳn một tôn giáo tôn thờ con quỷ đáng sợ này, với rất nhiều tín đồ, được xem là tôn giáo đối đầu với Kitô giáo chính thống. Trở lại với câu chuyện về lá thư của quỷ Satan, một nữ tu sĩ tên là Maria Crocifissa della Concezion, 31 tuổi, cô sinh sống tại tu viện Palma di Monte Chiazzo thuộc đảo Sicily, nước Ý. Maria đã viết một bức thư được cho là một trong những bức thư kỳ bí nhất trong lịch sử nhân loại, được mệnh danh là bức thư của quỷ Satan. Vào ngày 11 tháng 8 năm 1676, tức là cách đây gần 350 năm, vị nữ tu sĩ này được mọi người trong tu viện phát hiện đang bị ngất trên sàn nhà của một căn phòng chật hẹp trong tu viện nơi cô ở. Trong tình trạng của cô cực kỳ tồi tệ, đầu tóc rối bời, khuôn mặt tái nhợt, quần áo và tay chân thì dính đầy mực. Đặc biệt, có một tờ giấy được viết bằng những ký tự rất kỳ lạ, không ai đọc và hiểu được những ký tự đó, nằm trong tay của cô. Vào thời điểm đó, theo các nhà thông thái cho rằng, các ký tự đó là các văn tự cổ xưa của một nền văn minh cổ chưa từng được biết đến. Điều kỳ lạ hơn là sau khi tỉnh lại, Maria với một tâm trạng vô cùng hoảng loạn, khẳng định rằng quỷ Satan đã mượn tay cô viết nên bức thư này với thông điệp gửi cho cô và mọi người trong tu viện, khiến mọi người từ bỏ đức tin với Chúa và trở thành môn đồ của hắn. Trên lá thư, chỉ vỏn vẹn gồm 14 dòng chữ lộn xộn không có nghĩa, hầu hết đều là các ký tự mang hơi thở cổ xưa. Bắt đầu tại thời điểm đó, trải qua nhiều thế kỷ, lá thư này đã trở thành một điều bí ẩn không có lời giải đáp, vì bản thân Maria không thể nào viết được nên các ký tự kỳ lạ như vậy. Nó đã thách thức nhiều nỗ lực của các nhà nghiên cứu qua nhiều thế hệ trong việc giải mã ý nghĩa thực sự của bức thư. Tuy nhiên, đến thời gian gần đây, khi thời đại của công nghệ số bùng nổ, một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học Loudoun tại thành phố Catania, nước Ý đã sử dụng một phần mềm giải mã đặc biệt trên nền tảng của hệ thống Deep Web để thực hiện giải mã các ký tự trong bức thư của quỷ nhằm tìm ra chân tướng của sự thật. Người đứng đầu của Trung tâm Khoa học Loudoun, ông Daniel Abed, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết bức thư trình bày như thể nó được viết bằng tốc ký. Chúng tôi cho rằng vị nữ tu sĩ Maria đã tạo ra một dạng ký tự mới bằng cách kết hợp cả bảng chữ cái cổ xưa mà cô ấy có thể đã biết từ trước. Đi sâu vào nghiên cứu, các nhà khoa học đã chạy thử nghiệm phần mềm giải mã mà họ đang sử dụng với một số ký hiệu tốc ký bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Từ đó, họ phát hiện ra rằng bức thư của Maria có chứa hỗn hợp các từ trong bảng chữ cái cổ của Hy Lạp, Latin, Runic và cả Ả Rập nữa. Ông Abed cho biết thêm, chúng tôi đã phân tích cách thức để âm tiết và các ký hiệu lặp đi lặp lại trong bức thư. Sau đó xác định được nguyên âm của ký tự và cuối cùng chúng tôi thành công với một thuật toán giải mã đã được tinh chỉnh. Với việc lắp ghép các ký tự đã giải mã, các nhà khoa học đã có thể hiểu một phần nội dung rời rạc của bức thư. Chúa nghĩ rằng ông ta có thể giải thoát cho mọi người. Chẳng ai nhận ra điều hiển nhiên đó. Chỉ có Tít là chắc chắn. Trong thần thoại Hy Lạp, Tít có nghĩa là con sông tạo nên ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa trần gian và địa ngục, là thế giới thuộc quyền cai trị của thần chết hết. Ông Abed cũng cho rằng, khi giải mã về bí ẩn của bức thư này, chúng tôi đã nghiên cứu và đánh giá tình trạng tâm lý của người tạo ra nó. Chúng ta cần biết càng nhiều càng tốt về tiểu sử của nữ tu Maria. Tại tu viện Palma di Monte Chiazzo, nơi mà vị nữ tu Maria đã nổi tiếng từ nhỏ là người văn hay chữ tốt và kiến thức sâu rộng. Nhưng bà Maria không phải tự nhiên mà có thể dựng nên cả một câu chuyện kỳ bí như thế,
lại còn có những khả năng sáng tạo ra cả những chữ viết mới nữa. Điều này cực kỳ vô lý. Tuy nhiên, để giải thích cho điều này, theo các nhà nghiên cứu đánh giá, rất có khả năng là Sir Maria có thể đã mắc chứng tâm thần phân liệt. Có thể một tính cách ẩn sâu trong người bà đã viết nên bức thư này, khiến cho bà có cảm giác bị quỷ nhập và vẽ nên một câu chuyện ly kỳ xung quanh bức thư của quỷ. Điều này có thể lý giải được tại sao nữ tu Maria có khả năng sáng tạo ra các loại ký tự đặc biệt như trên bức thư. Dù sao, đây cũng chỉ là kết luận của nhóm nghiên cứu dựa trên các chứng cứ về khoa học để lý giải cho sự huyền bí bức thư của quỷ. Đối với một số người, họ vẫn tin đó là thông điệp mà tên chúa quỷ đã gửi đến con người, khuyên con người từ bỏ đức tin với chúa trời mà đầu nhập vào môn hạ của hắn. Còn bạn, bạn có tin vào sự kỳ bí của bức thư của quỷ hay không? Hãy comment bên dưới cho mình biết nha! Nếu thích hãy cho mình một like, một subscribe để có thể xem các video mới nhất của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!